Để mọi người xem được video thông cảm cho em tí nhé. Em tại em vừa đi xe vừa quay ấy, nên nó cũng sẽ hơi rung, nhưng mà về để trực tiếp cho mọi người xem ấy. Những cái chỗ em hay đặt cái bẫy bỏ hung ấy, ở đây có hai cái sát nhau luôn, em sẽ dừng lại đấy. Ở đây có hai cái đem cả quả mít lên trong ở ngoạn. Đây từ hôm qua này, hôm qua trời mưa to thế là không được con nào. Thế là chiều qua vừa đi bỏ lại. Đây. Đây một hố nhá. Trời mới mưa xong thì nó sẽ có nhiều hơn bình thường trời nắng mọi người nhé. Đây một hố cảnh sát đây luôn. Này. Con này ngày trước bình thường hay được nhiều mà nay được ít rồi. Lên đây có vài hố nữa, sẽ đi luôn cho mọi người xem luôn. Nói chung mình kiếm 500 đến 1 triệu một ngày bình thường mọi người. Nếu mà mình đặt được số lượng nhiều ống ấy, với lại gặp vào cái vùng mà nó có nhiều bọ ấy, nó có nhiều bọ hung ấy, thì mình kiếm được vài cân một ngày mà ok mà. Đây có hai con. Đây video em không cắt, không cái đoạn này em không cắt gì đúng nhé. Đặt dọc đường như này thì mình đi thăm nó dễ hơn, nó nhàn hơn. Đây một hố, hố này thì thấy có nhiều hơn. Mình cứ đặt như em thì không có bãi ấy. Em mà đi đặt theo dọc đường này. Chó đang chạy kia một cái hố nữa mọi người nhé. Video nó sẽ hơi dài một chút xíu, hơi lan man một chút xíu, nhưng để cho mọi người xem cái cận cảnh trực tiếp cái em đi lấy. Đây một hố này. Hố này không có. Đem về em sẽ nuôi thử xem như nào.
cái máy sáng năm này được bán cũng nên. Cái đoàn đi xe này em sẽ tua nhanh nữa quá. Đây một lô này. Lô này cũng khá nhiều. Cứ trời mưa sao phát là nó mới có nhiều chứ mấy ngày trời nắng liên tục là không được con nào ấy. Đang chán, đang định bỏ. Tuyến này thì chỗ cái cột điện ở kia, chỗ hai cái fan kia là hết. Thì tính cũng chưa đầy chục ống, cũng được gần 5 lượng rồi đấy. Đây, hố này cũng nhiều này. Mấy hôm trời nắng không được con nào. Đang chán tính bỏ. Tính nhấc về hết. Nhưng hôm qua là trời mưa to. Hôm qua là không được con nào, thế là đi bỏ lại phân. Thì hôm nay tại vì tính rồi, hôm nay sẽ kiểu gì nó cũng sẽ lên, tại vì nước nó ẩm đất đấy, con này nó lên đi ăn nó sẽ được nhiều hơn là mấy ngày trời nắng. Mấy ngày trời nắng thì nó nóng, nó chui ở dưới đất, nó không lên, nó không đi kiếm ăn mấy. Em xin kết thúc cái video đây nhé. Mọi người ai cần biết thêm thông tin gì hoặc là để mà chỉ tư vấn cách thì cứ alo cho em biết đâu em chỉ đấy mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi nhé. Em tiếp tục đi đây.